giúp anh ảo.vn Acclickbun giá rẻ, chất lượng uy tín, tự động. Đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi. Uy tín, chất lượng, giao dịch hoàn toàn tự động. Chỉ có tại shopanhảo.vn. shopanhảo.vn. Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Batman. Đấy, nói đến Batman thì nhắc ngay đến những cái clip truy con nhà bà sát, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì mình thấy các bạn với cả em mình nó cứ gọi là mới vào mà đâu có biết ai đâu mà truy sát. Từ từ rồi khoai cũng nhừ, mình sẽ tìm cho mình một mục tiêu cảm thấy nó gọi là sảng khoái khi mà truy sát nó. Đấy, nói đến Batman thì các bạn cũng đã biết rằng cái con tướng này nó có khả năng gọi là ám sát và làm thịt con mồi trong vòng một nốt nhạc. Người ta gọi là siêu nhân đấy. Đây là siêu nhân Batman đấy các bạn ạ. Không có phải là Superman đâu nha. Batman cũng gọi là siêu nhân đấy, không phải dạng vừa đâu. Đấy, chiêu cuối của nó áp sát trong vòng một nốt nhạc, có thể tàng hình từ dầu cho đến gọi là từ nhà mình cho tới nhà các bạn luôn. Không ai có thể thấy bóng được, chỉ thấy hai cái con rơi nó chớp giống như hai con mắt thôi. Cái gì farm L là farm gì? What the fuck, farm L là farm vào cái chỗ gọi là hơi bị tối tăm đúng không? Ui giời, bạn này căng quá. Bạn sao có thể nói farm là farm chỗ nào không farm, farm chỗ đấy là thế nào nhỉ? Vớ vẩn. Vô lý. Ok, bây giờ mình đã ăn xong một con bồ đỏ rồi này các bạn. Đó, bồ đỏ là một... Ôi, cái gì vậy? Currency mạnh mẽ dữ. Đã được vị tướng gọi là đậu xanh ở đó nhá. Láo nháo. Ôi ok. Ok, hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Batman đi truy sát currency cho tất cả các bạn xem nha. Vì cái thái độ của bạn ấy là mình không thể chấp nhận được rồi. Đó là một cái thái độ coi thường gọi là người khác, dám hăm he, hù dọa, cướp bùa của người khác, láo nháo là mình cho ăn cháo, phẹng, mày hư nè, mày thì cờ đít nát, nó làm sao? Rồi, phóng choáng thế thì đi đâu con sâu này, chạy đâu cho khỏi nắng đâu bây giờ, bơi hết vào đây nhá, một mình tôi chớp hết luôn à, đừng có vớ vả vớ vẩn. Ô, crazy kìa, úi giời, em ấy đang đóng băng như là một cái bức tượng. Hello man. Hello, how are you? Đi đâu? Ủy cái tên Hàn Quốc à? Cái gì? Mina Song à? Yong à? Yong à? Mình là mình thích mấy bạn gọi là Mina Yong lắm. Đấy, khoai lắm. Từ rồi khoai cũng nhiều các bạn ạ. Bình tĩnh. Hôm nay mình sẽ làm clip này truy sát bằng được cái con Crazy cho tất cả các bạn xem nha. Một khi mà đã máu thì đừng có hỏi bố cháu là ai. Đâu người ta, con rời đâu người ta? À đủ. Nó đã về đến đây rồi à? Mình đang tính bạn ấy lạc đường lạc lối, một cái là mình cho bạn ấy gọi là về với cả gọi là chân gối luôn ý. Thế mà cuối cùng bạn ấy lạnh lùng vô cảm chạy ra đường giữa từ khi nào? Khá lắm. Các bạn đang xem clip của mình vui lòng cho mình xin một like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Ô, phẳng. Chết nè. Ui, Florentino ơi bạn ơi. Bạn gì đâu ơi. Úi giời ơi, bạn đừng có làm thế. Bạn có biết rằng cái khu rừng của mình bây giờ nó đã gọi là càng ngày càng bị người ta gọi là nó bị đốt cháy ấy. Càng ngày càng eo hẹp rồi mà cuối cùng bây giờ bạn cố tình bạn vào bạn xâm chiếm khu rừng của mình là mình cảm thấy rất là buồn luôn ấy. Không khí bây giờ là không còn trong lành như ngày xưa nữa rồi đấy nhá. Bạn đừng có vớ va vớ vẩn nhá. Quýnh cho bây giờ đây này. Support là farm hết hả? Rồi farm L rồi cuối cùng bây giờ farm hết luôn hả? Trời đất kỳ vậy, bạn Toro bạn chơi gì kỳ vậy? Sao để Salim người ta nói hoài vậy? Lớn rồi. Có phải nhỏ nữa đâu mà bạn làm thế nhở? Vô lý. Đừng có sợ. Em bạn cứ để mình lo cho. Tất cả cút ra để cho anh nào thấy lãi được người cho Thùy thể hiện nào. Crazy đâu rồi? Mình là mình khoái Crazy thôi các bạn ạ. Còn riêng cho bạn là mình không khoái bất kỳ ai. Nhưng mà riêng Crazy khiến cho mình cảm thấy gọi là hấp dẫn. Đây Crazy nó kìa. Trong đó nó núp trong bụi á. Mình đứng đây nha các bạn, đứng đây đợi chờ nha. Rồi Toro mở con bát nào. Vâng, Toro lao vào Crazy rồi, lên trời rồi, hãy xem tôi đây. Phẳng, này thì Crazy này, cướp bùa nè, đúng không? Người ta đã bảo rồi, đúng không? Vơ va vơ vẩn là dễ bị ăn quý lắm đây. Bày đặc thể hiện, họ quăng cái chương một qua cướp con quái của người ta đấy chứ. Vơ va vơ vẩn, không thể chấp nhận được. Người ta gọi là cái miệng làm khổ cái thân đấy, ham ăn quá bị đánh cho dập mỏ luôn đấy, cho chừa lần sau nhá. Chưa đâu bạn ơi. Vâng, hết trận đấu ngày hôm nay mình sẽ truy sát Crazy từ đầu trận đến cuối trận nha. Người ta còn gọi là truy sát tới cùng luôn đấy các bạn. Rồi để xem nào. Rồi bạn ấy chết quéo con cua rồi, thơm lắm. Lúc đầu ăn được Toro đâm ra bạn ấy có vẻ như là khá là mạnh mẽ, to mồm gáy to, dám cướp bùa của mình, láo nháo chứ mình thì đang cô đơn.
không biết. Đây, con hàng đây rồi, dân chơi đây rồi, hãy xem tôi đây. Phẹng, chạy đâu con dâu này, chạy đi. Chạy đi đâu hả bưởi? Đợt này là rơi nước mắt chảy nước mũi rồi. Hình như là cái bạn này là đặt cái tên như vậy chắc là người hình như Hàn Quốc hay sao các bạn. Bơi vào đây nhá, truy sát bạn ấy cho bạn ấy khóc rơi nước mắt, chảy nước mũi luôn, biết thế nào gọi là đấu với cả đầu gấu nhá. Có khi nào bạn ấy bây giờ đang gọi là khóc nhưng mà không biết tiếng Việt, đâm ra bạn ấy không biết chat như thế nào không ta? Không biết chat như thế nào các bạn ạ. Nghi lắm, lại cái đua lại thích máu lửa. Đùa nhau, nhưng mà mình thích Crazy Tên Bạn hơn. Minayong, tất cả quốc gia, hãy xem tôi đây, chết nè. Này thì, quánh chơi rồi, bỏ xứ mà đi luôn ấy. Ôi giời ơi, con hàng đây rồi, Kid ơi, đi đâu mà vội mà vàng, đậu xanh. Con Slim nó sợ hàng mất tiêu. Cái gì ấy, để cho Thùy sờ mông sờ má tí chứ. Ai làm thế? Rồi Crazy rơi nước mắt chảy nước mũi rồi kìa các bạn. Ý, trêu nó chơi đấy, 1-4 luôn. Gắt nha. Không biết bạn ấy có hiểu mình nói tiếng Việt không đó cơ chứ. Minayong đấy, đúng là tên Hàn Quốc đúng không? Biết là người Việt Nam hay Hàn Quốc đây chứ. Nếu mà Việt Nam thì chắc bạn ấy sẽ chat lại đúng không? Mà sợ người Hàn Quốc mình chat cuối cùng bạn ấy chả hiểu cái gì cũng nên. Khổ. Tại vì tem bạn chỉ có một mình bạn ấy là 1-4 thôi. Thế rồi, mình thì 4-0 luôn. Từ từ đã. Chỉ sát vị tướng Crazy tem bạn tiếp này. Tìm đối tượng. Không phải. À đây, con hàng đây rồi. Tất cả quốc gia để cho tỷ thể hiện nào. Hãy xem tôi đây. Ở đâu? Nghe, quăng chiều 2 hụt tím đâu nhá. Còn đấy mà quăng chiều 2 chúng là lao vào làm cái phẻng là thơm dâu rồi. Đậu xanh thế nào, quăng chiều 2 hụt. Hơi đen các bạn ạ, đen quá đen. Vì thế nên nói chung là không dám bay vào. Và đấy bay vào cũng không đủ đam các bạn ơi. Không đủ đam, giết Crazy mất công nó bật chiêu 2 nó hất tung mình lên cộng thêm chiêu cuối. Chiêu 1 nó chạy long quang là có gan mình chết ngược đấy. Nếu mà quăng trúng chiêu 2 thì thơm, nhưng mà không trúng thì phải chấp nhận thôi. Đâu rồi ta, con hàng đâu rồi ta? Ê, con hàng đây rồi. Phẻng, này thì dòng này, quánh cho dòng luôn nè. Úi giời ơi. Làm sao? Châu Văn Bò này, liềm đoạt mệnh này. Liềm nào? Bạn đừng có vớ vẩn nhé. Tưởng liềm đoạt mệnh mà to á? Không to đâu, nhờ. Này thì cười đi xí. Để xem bạn ấy sẽ phản ứng gì nào nha. Hấp dẫn. Lâu rồi mình mới làm clip chính xác cho tất cả các bạn xem. Hy vọng các bạn đang xem clip này, hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu các bạn yêu thích những clip chính xác thì nhớ comment cho mình biết nha. Mình sẽ làm clip chính xác đấy, các bạn, cho tất cả các bạn xem cho nó khuê, dê cho nó sướng. Đấy, khoái. Khoái thì nhớ comment cho mình biết nha. Comment đi, đừng có ngại ngùng làm gì. Comment đi, đừng có thẹn thùng làm gì. Bình tĩnh. Thì cái nick này của mình hôm qua mình có chơi một trận trong chuỗi 7 trận ấy. Trận này trận thứ 2 các bạn ạ. Ui Crazy kia, rân chơi. Cái định mạnh ở đậu xanh. Cái méo nào quăng cái chiêu 2 nó lại không xuyên qua con tứ Crinat để mà tới được Crazy nhỉ. Đây, cô nàng của chúng ta đây rồi. Chạy đi đâu con sâu này. Này thì cướp bùa này. Dám khiêu khích người ta. Quá đáng lắm luôn á. Nhá, 1-6 luôn, ngon. Cờ nghỉ. Cái gì vậy ba, sao nghỉ? Cắt vậy. Tem mình đang ăn 13 chết. Ủa, chết 4 rồi à? Đang tính 13 chết 3 cái, quay lên bảng điểm số. Cái thấy bạn kia bạn rơi nước mắt chảy nước mũi. Điêu thuyền kìa. Phơi hàng cái đó cho người ta quánh vậy. Chết quéo con cua luôn, ngon. Đầu hàng vậy. Mấy bạn bạch kim này gắt quá. Nghỉ đi. Cần nghỉ. Đậu xanh nữa chứ. Kỳ cục quá trời luôn. Đúng không mọi người? Hấp dẫn. Mấy bạn đừng có căng thẳng nha. Bình tĩnh thôi. Rồi, Slim lại fit mạng cho Crazy này nào. Cái địch bảy nó mới ăn được có một mạng, cuối cùng bây giờ nó ăn hai mạng rồi. Nó đùa nhau à? Này thì Florentino này, phẻng. Thôi, cái phẻng ấy thôi các bạn ạ. Rơi nước mắt chảy nước mũi. Khóc, ngoé. Cái gì? Ship mạng D hả? Trời đất ơi, người ta gọi là fit mạng D. Chứ bây giờ có cái dịch vụ gọi là ship mạng nữa trời.
shipper đây các bạn. Đây người ta gọi là shipper, xong rồi ship mạng đây, đậu xanh. Bạn ơi, ơi chat một câu buồn cười vãi. Ship mạng đi, ship mạng đi. Chơi gì kì. Người ta gọi là fit mạng, bây giờ là ship mạng luôn hả? Con sâu này, chạy đi. Chạy đi, chạy đi, chạy đâu, chạy đâu. Láo nháo hả bưởi, ôi giời ơi thơm. Thơm lừng như củ gừng. Cái đi xì kìa, cái đi xì kìa. Ui giời, mình thích bạn lắm bạn ơi. Bạn bướm bướm gì gì đó ơi. Mình khoái bạn lắm. À, đau 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 đau. Ô, nó nổ phát một cái mấy đam các bạn ạ. Nhưng mà mình khoái Carissi cơ. Carissi, đừng có đi mà. Để mày chết quéo con cua rồi. Thôi xài tạm anh này vậy. Chạy đi đâu con sâu này. Láo nháo này à. Nổ cái bẹt. Chết, 10-0 các bạn ạ. Ôi, ai mà xanh thế. Thì cứ te đa. Thì cứ te chứ ai nữa. Hợp lý không, hợp lý. Trong tất cả những con tướng mà truy sát sướng nhất thì mình nghĩ rằng Batman là con tướng truy sát sướng nhất các bạn. Các bạn biết tại sao không? Tại vì nó có khả năng tàng hình ấy. Đó, tàng hình xong rồi mình sẽ bụp một cái là lừa tình thoải mái luôn. Đấy. Sướng cực kỳ. Rồi, Slim nó lại đi nó ship mạng cho tem bạn kìa, mà đậu xanh cái trụ nó ăn, cuối cùng chả ai ăn được mạng của Slim. À đùa nhau. Ship mạng đi, anh em shipper đấy rồi, ship mạng cho tem bạn đi, hợp lý. Từ từ đã, tìm vị tướng Crazy tem bạn chi sát rồi. Mình khoái Crazy à? Chứ mình không khoái ai hết trơn á. Tại vì bạn ấy dám khiêu khích mình. Láo nháo. Mới có cấp gọi là 4 thôi mà bạn ấy dám có ý định gọi là KS cái con quái của mình là mình không thể chấp nhận được. Quánh cho bạn ấy gọi là rơi nước mắt luôn. Em xin anh Slim ơi hả? Sao lại xin? Sợ cái gì mà phải xin nó? Để đó cho mình. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Grenade đang ăn bùa. Ui nhanh thế. Đậu xanh. Chớp chớp chớp. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Chớp chớp chớp. Chớp chớp chớp. Chớp chớp kìa. Ê, cho thêm bạn đấy. Các bạn thấy bữa không? Cho thêm bạn nó cứ gọi là bá cháy vào chết các bạn ạ. Ô, con hàng. Mình khoái Crazy cơ. Crazy ơi. Mình tới với bạn gì đây? Đậu xanh nhà nó chứ. Chạy cắm đầu cắm cổ chạy vào trong trụ luôn. Frentino kìa. Florentino, mất chiêu cuối rồi, mất chiêu cuối rồi, mất chiêu cuối rồi, mất chiêu cuối rồi còn đâu. Ây da. Ha, bướm 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 bướm. Từ từ đã, sắp có chiêu cuối rồi. Còn mấy giây nữa thôi. Crazy kìa. Để đó cho mình nha. Rồi, dân chơi đây rồi. Tất cả cút cút ra. Crazy của mình đâu rồi, bạn ơi, bạn gì đó ơi. Bỏ đi, bỏ đi, đậu xanh nhà nó. Bỏ đi, đâu rồi Crazy. Ê, Crazy kìa. Thẻ ăn này thì Crazy nè. Quánh như cắm đầu cắm cổ luôn. Mất xác luôn, xa trường luôn đấy chứ. Này thì gọi là quánh như, ê con hàng này ngáo cần nè bữa ấy. Đủ. Cái định mệnh. Thế mà nó đập bệnh chết mới đau chứ. Khốn nạn. Ừ bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Chúc tất cả các bạn đang xem clip của mình vui vẻ nha. Nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ mình đấy. Chủ nhật, ngày chủ nhật của các bạn như thế nào rồi? Có gọi là thơm như các bạn đang suy nghĩ không? Hay là thua rất bất lờ ra? Mình thì mới chơi có một trận để làm clip cho các bạn xem thôi. Xíu nữa là chơi thêm trận nữa làm clip tiếp. Rồi thì chơi được 2 trận, thắng được 2 trận các bạn ạ. Bàn thì cứ te nha. Không phải dạng bừa đâu nha. Crazy đợt này khóc chưa? Khóc chưa? Khóc mà đấy. Khóc tiếng Hàn nó thì mình cũng chả hiểu cái gì. Đúng không? Bạn ấy tên là gì? Minayong gì nữa. Đúng không? Ui, cuối cùng ăn được 8 mạng rồi đấy. À 4 mạng, 5 mạng rồi đấy.